Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Gioan chương 1. Này là lời Đức Giê-hô-va phán cùng Gioan, con trai của Phê-thu-ên. Hỡi kẻ già cả, hãy nghe điều này. Các ngươi hết thảy là dân cư trong đất, hãy lắng tai. Há có sự gì như vậy đã xảy đến trong ngày các ngươi, hay là trong ngày tổ phụ các ngươi sao? Hãy kể chuyện này lại cho con cái các ngươi. Con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó. Con cái chúng nó kể cho dòng dõi nối theo. Cái gì sâu keo còn để lại, cào cào ăn. Cái gì cào cào còn để lại, sâu lột vỏ ăn. Cái gì sâu lột vỏ còn để lại, châu chấu ăn. Hỡi kẻ say sưa, hãy thức dậy và khóc lóc. Hỡi các ngươi hết thảy là kẻ hay uống rượu, hãy than vãn, vì cớ rượu ngọt đã bị cất khỏi miệng các ngươi. Vì một dân mạnh và vô số đã lên nghịch cùng đất ta. Răng nó là răng của sư tử, nó có răng hàm của sư tử cái. Nó đã hủy phá cây nho ta và lột vỏ cây vả ta. Nó đã lột tiệt cây ấy và bỏ đi, nhánh nó đã trở nên trắng. Ngươi khá than khóc như một người nữ đồng trinh mặc bao gai đặng khóc chồng mình thuở còn trẻ tuổi. Của lễ chay và lễ quán đã cất khỏi nhà Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ hầu việc Đức Giê-hô-va đang ở trong sự tan chế. Đồng ruộng bị phá hoang và đất đang sầu thảm vì lúa mì bị hủy hại, rượu mới đã cạn, dầu đã hao tổn. Hỡi kẻ cày ruộng hãy hổ thẹn, hỡi kẻ làm vườn nho hãy than khóc vì cớ lúa mì và mạch nha, vì mùa ngoài đồng đã mất. Cây nho khô héo, cây vả hao mòn, cây lựu cũng như cây chà là, cây tần, mọi cây cối ngoài đồng đều khô héo. Sự vui vẻ đã khô héo đi khỏi con trai loài người. Hỡi các thầy tế lễ, hãy nịt lưng và than khóc. Hỡi các ngươi là kẻ làm việc ở bàn thờ, hãy thở than. Hỡi kẻ chức dịch của Đức Chúa Trời ta, hãy đến mặc áo bao gai mà nằm cả đêm, vì của lễ chay và lễ quán không được vào trong nhà Đức Chúa Trời các ngươi. Khá định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể, nhóm các trưởng lão và hết thảy dân cư trong đất lại nơi nhà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, và hãy kêu cùng Đức Giê-hô-va. Ôi ngày ấy, vì ngày Đức Giê-hô-va đã gần, nó đến như một tai vạ thả ra bởi đấng toàn năng. Lương thực há chẳng phải đã dứt khỏi trước mặt chúng ta, và sự vui mừng hớn hở há chẳng phải đã dứt khỏi nhà Đức Chúa Trời chúng ta hay sao? Hột giống đã teo đi dưới những cục đất khô, kho đụng đã hủy phá, hưng lẫm đổ nát vì lúa mì khô héo. Kìa, súc vật rên xiết, kìa, bầy bò bối rối, ấy là tại chúng nó không có đồng cỏ nữa. Những bầy chiên cũng khốn khổ. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Ngài, vì lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng, ngọn lửa đã thiêu hết thảy cây cối ngoài đồng. Thật, những thú đồng cũng thở dốc cho Ngài, vì các dòng nước đã khô, lửa đã nuốt những đám cỏ nơi đồng vắng. Chương 2. Hãy thổi kèn trong Si-ôn, hãy thổi vang ra trên núi thánh ta. Hết thảy dân cư trong đất khá đều run rẩy, vì ngày của Đức Giê-hô-va đến, ngày ấy đã gần, tức là ngày mờ mịt và tối tăm, ngày của mây và sương mù. Có một dân lớn và mạnh đến như ánh sáng sớm mai giải ra trên núi, đến nỗi từ trước chưa hề có, mà về sau này, về muôn đời sau này cũng sẽ không có như vậy nữa. Trước mặt nó có lửa thiêu nuốt, sau lưng nó có ngọn lửa cháy tiêu. Lúc trước nó, đất này như vườn Eden,
khi sau nó, ấy là một đồng vắng hoang vu mà không có chi trốn khỏi nó hết. Hình trạng chúng nó như hình trạng ngựa, và chúng nó chạy tới như người cưỡi ngựa. Khi chúng nó nhảy lên trên chót núi, thì nghe như tiếng xe cộ hay là như tiếng ngọn lửa cháy rơm. Ấy là như một dân mạnh sắp hàng nơi chiến trận. Khi thấy chúng nó, các dân đều rầu rĩ, hết thảy đều sợ tái mặt. Chúng nó chạy như những người bạo mạnh, trèo các vách thành như những lính chiến. Mỗi người bước đi trước mặt mình, chẳng hề sai hàng ngũ mình. Chúng nó chẳng hề đụng chạm nhau, ai đi đường nấy, xông qua những khí giới mà chẳng bỏ đường mình. Chúng nó nhảy trên thành phố, chạy trên tường, trèo lên các nhà, vào bởi các cửa sổ như là kẻ trộm. Đất run rẩy trước mặt chúng nó, các tầng trời rung rinh, mặt trời mặt trăng đều tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại. Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh Ngài, vì trại quân Ngài rất lớn và những kẻ làm theo mạng lệnh Ngài rất mạnh. Thật, Ngài của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng khiếp. Ai có thể đương lại? Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ cũng hãy hết lòng trở về cùng ta, kiêng ăn, khóc lóc và buồn rầu. Hãy xé lòng các ngươi và đừng xé áo các ngươi. Khá trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài là nhân từ và hay thương xót, chậm giận và giàu ơn, đổi ý về sự tai vạ. Ai biết được Ngài sẽ chẳng xây lòng đổi ý, chẳng để lại phước lành sau mình, tức là của lễ chay, lễ quán cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi hay sao? Hãy thổi kèn trong Si-ôn, hãy định sự kiêng ăn, gọi một hội đồng trọng thể. Hãy nhóm dân sự, biệt riêng hội chúng nên thánh, hãy mời các trưởng lão đến đó. Hãy họp lại các con trẻ và những đứa đang bú vú. Người chồng mới khá ra khỏi buồng mình, và người vợ mới khá ra khỏi chốn động phòng. Các thầy tế lễ là những kẻ hầu việc Đức Giê-hô-va, khá khóc lóc giữa hiên cửa và bàn thờ và nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy tiếc dân Ngài và chớ để cơ nghiệp Ngài bị sỉ nhục và bị các nước cai trị. Làm sao để người ta nói giữa các dân tộc rằng: Nào, Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Đức Giê-hô-va đã vì đất mình động lòng ghen, Ngài đã động lòng thương xót dân mình. Đức Giê-hô-va đã trả lời và đã phán cùng dân mình rằng: Này, ta sẽ ban cho các ngươi lúa mì, rượu mới và dầu. Các ngươi sẽ no nê về các thứ đó. Ta sẽ chẳng làm các ngươi nên cớ sỉ nhục giữa các dân nữa. Ta sẽ khiến đạo binh đến từ phương Bắc lánh xa các ngươi và đuổi nó vào đất khô khan và hoang vu. Quân tiên phong nó vào biển Đông, quân hậu tập nó vào biển Tây. Mùi hôi nó bay lên, mùi tanh nó dậy lên, vì nó đã làm những việc lớn. Hỡi đất chớ sợ chi, hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ, vì Đức Giê-hô-va đã làm những việc lớn. Hỡi các loài thú đồng đừng sợ, vì những đám cỏ nơi đồng vắng nứt đọt, cây ra trái, cây vả và cây nho đều ra sức nó. Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. Những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu. Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo và châu chấu, là đạo binh lớn mà ta đã sai đến giữa các ngươi. Các ngươi sẽ đủ ăn và được no nê. Các ngươi sẽ ngợi khen danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là đấng đã xử với các ngươi cách lạ lùng. Rồi dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. Các ngươi sẽ biết rằng ta ở giữa Israel, biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi và chẳng có ai khác. Dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa. Sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao. Những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái,
ta cũng đổ thần ta lên. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các tầng trời và trên đất, tức là máu, lửa và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến. Bây giờ, ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu. Vì theo lời Đức Giê-hô-va, thì ở trên núi Si-ôn và trong Giê-ru-sa-lem sẽ có những người trốn khỏi, và trong những người còn sống sót sẽ có kẻ mà Đức Giê-hô-va kêu gọi. Chương 3. Vì này, trong những ngày đó và trong kỳ đó, khi ta sẽ đem phu tù của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về, thì ta sẽ nhóm hết thảy các nước lại và đem chúng nó xuống trong trũng Giô-sa-phát. Tại đó, ta sẽ phán xét chúng nó vì cớ dân ta và Israel là sản nghiệp ta, mà chúng nó đã làm cho tan tác giữa các dân tộc, và chúng nó đã chia đất ta ra và bắt thăm về dân ta, đã đổi con trai mà lấy điếm đỉ và bán con gái đặng lấy rượu để uống. Hỡi Tyre và Sidon và hết thảy địa hạt của Philistin, các ngươi có quan hệ gì cùng ta? Các ngươi muốn báo trả cho ta hay sao? Nếu các ngươi báo trả ta, ta sẽ khiến sự báo trả đổ trên đầu các ngươi cách mau kiếp và thình lình. Vì các ngươi đã lấy bạc vàng ta đi, đã đem đồ châu báu rất quý của ta vào trong những đền miếu các ngươi. Các ngươi đã bán con cái của Giu-đa và con cái của Giê-ru-sa-lem cho các con trai gừa rét, đặng làm cho chúng nó lìa khỏi bờ cõi mình. Này, ta sẽ giục chúng nó dấy lên từ nơi mà các ngươi đã bán chúng nó cho, và sẽ khiến sự báo trả các ngươi về trên đầu các ngươi. Ta sẽ bán con trai con gái các ngươi vào tay con cái Giu-đa. Giu-đa sẽ bán chúng nó cho người Sa-bê là dân ở xa cách, vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Hãy rao điều này ra giữa các nước, khá sắm sửa sự đánh giặc, giục lòng những người mạnh bạo dấy lên, hết thảy những lính chiến khá sấn tới và xông vào trận. Hãy lấy lưỡi cài rèn gươm, lấy liềm rèn giáo. Kẻ yếu khá nói rằng, ta là mạnh. Các ngươi hết thảy là những nước xung quanh, hãy vội vàng đến và hãy nhóm lại. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin khiến những người mạnh mẽ của Ngài xuống đó. Các nước khá dấy lên, khá lên trong trũng Giô-sa-phát. Vì ở đó là nơi ta sẽ ngồi đặng phán xét hết thảy các dân tộc xung quanh. Hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã chín. Hãy đến, hãy đạp, vì bàn ép đã đầy, các thùng đã tràn, vì tội ác chúng nó là lớn. Đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định? Vì trong trũng đoán định, ngày Đức Giê-hô-va đã gần. Mặt trời và mặt trăng tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại. Đức Giê-hô-va gầm thét từ Si-ôn. Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem. Các tầng trời và đất đều rúng động. Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cho dân mình, là đồn lũy cho con cái Israel. Như vậy, các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Si-ôn là núi thánh ta. Bây giờ, Giê-ru-sa-lem sẽ là thánh, và những người ngoại sẽ không đi qua trong đó nữa. Trong ngày đó, các núi nhỏ rượu ngọt ra, sữa chảy ra từ các đồi, hết thảy các khe Giu-đa sẽ có nước chảy. Một cái suối sẽ ra từ nhà Đức Giê-hô-va và tưới trũng Si-tim. Ê-díp-tô sẽ trở nên hoang vu, Ê-đôm thành ra đồng vắng hoang vu, vì cớ chúng nó lấy sự bạo ngược đãi con cái Giu-đa và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình. Nhưng Giu-đa sẽ còn đời đời, Giê-ru-sa-lem sẽ còn đời này qua đời khác. Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa từng làm sạch, vì Đức Giê-hô-va ngự trong Si-ôn. Chương 15. Vừa lúc ban mai, các thầy tế lễ cả bàn luận với các trưởng lão, các thầy thông giáo cùng cả tòa công luận. Khi đã trói Đức Chúa Giê-xu rồi thì giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát hỏi Ngài rằng, ấy chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, thật như lời. Các thầy tế lễ cả cáo Ngài nhiều điều. Phi-lát lại tra gạn Ngài mà rằng, ngươi chẳng đối đáp chi hết sao? Hãy coi họ cáo tội ngươi biết bao nhiêu. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng trả lời chi nữa, nên nổi Phi-lát lấy làm lạ. Vả, hễ đến ngày lễ vừa qua, quan vốn quen thói tha cho dân một tên tù tùy theo dân xin.
Bây giờ có một đứa tên là Baraba bị tù với kẻ làm loạn vì trong khi nổi loạn chúng nó phạm tội giết người. Đoàn dân đã lên bèn xin Phi-lát làm cho mình theo như lệ thường. Phi-lát trả lời rằng, các ngươi muốn ta tha vua dân Giu-đa cho chăng? Vì người biết rõ các thầy tế lễ cả đã nộp ngài bởi lòng ghen ghét. Nhưng các thầy tế lễ cả xui dân xin người tha tên Baraba cho mình thì hơn. Phi-lát lại cất tiếng hỏi rằng, vậy thì các ngươi muốn ta dùng cách nào xử người mà các ngươi gọi là vua dân Giu-đa? Chúng lại kêu lên rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát nói cùng chúng rằng, sao người này đã làm điều ác gì? Chúng lại kêu lớn tiếng hơn rằng, hãy đóng đinh nó vào thập tự giá. Phi-lát muốn cho đẹp lòng dân, bèn tha tên Baraba và sai đánh đòn Đức Chúa Giê-xu rồi giao ngài cho chúng đem đóng đinh trên cây thập tự. Lính điệu Đức Chúa Giê-xu vào sân trong, tức là trong chỗ trường án, và nhóm cả cơ binh lại đó. Họ chọn cho ngài một cái áo điều và đội trên đầu ngài một cái mão bằng gai họ đã đương, rồi chào ngài rằng, kính lạy vua dân Giu-đa. Lại lấy cây sậy đánh đầu ngài, nhổ trên ngài và quỳ xuống trước mặt ngài mà lại. Khi họ đã nhạo cười ngài như vậy rồi thì cởi áo điều ra, mặc áo của ngài lại cho ngài và đem ra để đóng đinh trên cây thập tự. Có một tên Simon kia, người thành Cyrene, là cha Alexander và Rufu, ở ngoài ruộng về, đi ngang qua đó. Họ bắt phải vác cây thập tự. Họ đem Đức Chúa Giê-xu đến nơi kia gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là chỗ sọ. Họ cho ngài uống rượu hòa với một dược, song ngài không uống. Khi đóng đinh ngài trên cây thập tự rồi, họ chia áo sống ngài cho nhau, bắt thăm để biết ai được gì. Lúc đóng đinh ngài là giờ thứ ba. Án ngài có ghi vào cái bảng rằng, vua dân Giu-đa. Cũng có hai đứa ăn cướp bị đóng đinh với ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chế bán ngài, lắc đầu mà nói rằng, ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cất lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình, xuống khỏi cây thập tự đi. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy mà nhạo cười ngài rằng, hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Khởi đấng Christ, vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Hai đứa bị đóng đinh cùng ngài cũng nhiếc móc ngài nữa. Đến giờ thứ 6, khắp đất đều tối tăm mù mịt cho tới giờ thứ 9. Đến giờ thứ 9, Đức Chúa Giê-xu kêu lớn tiếng rằng, Eloi, Eloi, lama sabachthani, nghĩa là, Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao ngài lìa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy thì nói rằng, coi kìa, hắn kêu Eli. Có một người trong bọn họ chạy lấy bông đá thấm đầy giấm để trên đầu cây sậy đưa cho ngài uống mà nói rằng, hãy để, chúng ta coi thử Eli có đến đem hắn xuống chăng? Nhưng Đức Chúa Giê-xu kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Thầy đội đứng đối ngang ngài, thấy ngài trút linh hồn như vậy thì nói rằng, người này quả thật là con Đức Chúa Trời. Lại có những đàn bà đứng xa xa mà xem. Trong số ấy có Marie Madeleine. Marie là mẹ Gia Cơ nhỏ, và Jose cùng Salome là 3 người đã theo hầu việc ngài khi ngài ở xứ Galilee. Cũng có nhiều đàn bà khác nữa, là những người đã theo ngài lên thành Jerusalem. Bây giờ là ngày sắm sửa, nghĩa là hôm trước ngày Sa-bát. Khi đã chiều tối, có một người tên là Joseph ở thành Arimathe, là nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bảo gan đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát lấy làm lạ về ngài chết mau như vậy, bèn đòi thầy đội đến mà hỏi thử ngài chết đã lâu chưa. Vừa nghe tin thầy đội trình thì giao xác cho Joseph. Người đã mua vải liệm cất xác Đức Chúa Giê-xu xuống khỏi cây thập tự, dùng vải liệm vấn lấy ngài, rồi để xác trong huyệt đã đục trong hòn đá lớn. Đoạn lăn một hòn đá chặn cửa huyệt lại. Và Marie Madeleine cùng Marie mẹ Jose đều thấy chỗ táng ngài. Chương 16. Ngày Sa-bát qua rồi, Marie Madeleine,
Mary mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc thơm đặng đi xức xác với Chúa Giê-xu. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm, mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ nói cùng nhau rằng: ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra cho chúng ta? Khi ngó xem thấy hòn đá đã lăn ra rồi, vả hòn đá lớn lắm. Đoạn họ vào nơi mộ, thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hữu mặc áo dài trắng thì thất kinh. Song người nói cùng họ rằng: đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh. Ngài sống lại rồi, chẳng còn ở đây, hãy xem nơi đã tán xác Ngài. Nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài và cho Phi-e-rơ rằng: Ngài đi đến xứ Galilee trước các ngươi, các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó như Ngài đã phán cùng các ngươi vậy. Các bà ấy ra khỏi mộ trốn đi vì run sợ sửng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết bởi kinh khiếp lắm. Và Đức Chúa Giê-xu đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Mary Magdalene là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỷ dữ. Người đi đem tin cho những kẻ theo Ngài khi trước và nay đang tan chế khóc lóc. Nhưng các người ấy vừa nghe nói Ngài sống và người từng thấy Ngài thì không tin. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu lấy hình khác hiện ra cho hai người trong bọn môn đồ đang đi đường về nhà quê. Hai người này đi báo tin cho các môn đồ khác, nhưng ai nấy cũng không tin. Sau nữa, Ngài hiện ra cho 11 sứ đồ đang khi ngồi ăn, mà quở trách về sự không tin và lòng cứng cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy Ngài đã sống lại. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy, những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy rồi thì được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi. Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Thi Thiên 113. Hallelujah! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân, sự vinh hiển Ngài cao hơn các tầng trời. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao, Ngài hạ mình xuống đặng xem xét trời và đất. Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân, đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, tức với các quan trưởng của dân sự Ngài. Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, làm mẹ vui vẻ của những con cái. Hallelujah! Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy dạy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng,
bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.